Xin chào các bạn, mình đến từ Anabim. Với bài học hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi cái Family Adaptive mà các bạn có thể tự dựng được cho chính mình. Các bạn sẽ thấy ở đây thì các bạn đã sử dụng cái Family của mình đã cho sẵn các bạn từ trước. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn dựng một cái Family Adaptive đơn giản và các bạn có thể thay thế cái Family này mà các bạn muốn. Các bạn về File Revit, mình sẽ bật to File Revit lên và ẩn file này xuống. Để tạo được một cái family này ra sao? Nó cũng rất đơn giản thôi. Các bạn kích vào chữ R này và các bạn vào New. Các bạn chọn phần concept tool mat và các bạn tìm về đấy là family gì. Mình sẽ quay ra, mình sẽ chọn. Đấy là family adapt. Nó ở đâu? Ở đây các bạn có thể thấy rằng nó ở family metric generic model adaptive. Các bạn sẽ được vào cái giao diện này và cách dựng nó đơn giản thôi. Các bạn kích vào model và các bạn chọn điểm. Và các bạn kích 4 điểm. Tùy các bạn thoát lệnh. Sau đấy các bạn quét 4 điểm này và chuyển đổi nó thành điểm adapt bằng cái công cụ make adaptive. Các bạn kích vào, nó sẽ chuyển thành 4 điểm adapt như thế này. Sau đấy các bạn vào model và các bạn chọn đường thẳng. Và các bạn chọn 3D snapping để bắt điểm cho nó dễ dàng. Ở đây mình sẽ bắt điểm như thế này. Tiếp tục thì mình sẽ chọn đường thẳng và mình sẽ tạo ra hai đường chéo này để tạo khung. Ở đây. Và các bạn thoát ra. Các bạn sẽ thấy rằng mình tạo được một khung đơn giản như vậy. Và sau đấy mình sẽ xếp cái file này vào vị trí nào đấy ở trong máy tính của các bạn chẳng hạn. Các bạn đặt tên cho nó. Mình xếp ở desktop chẳng hạn. Mình đặt là frame. Kích vào option, các bạn để một thôi. Mình không lưu nhiều file. Ok. Sau đấy các bạn load. Sử dụng công cụ load into project. Mình sẽ đưa vào dự án. Mình sẽ đưa vào đây. Các bạn sẽ thấy rằng mình sẽ bắt điểm ở vị trí này. Như vậy để load cái family này vào cái file này. Sau mình xóa nó đi. Và bây giờ mình sẽ bật khởi động file Dynamo lên. Và các bạn sẽ thấy rằng mình sẽ thay đổi cái family mình vừa dựng vào. Các bạn kích vào đây và các bạn sẽ tìm thấy cái family nó ở đâu. Các bạn sẽ thấy nó ở đây. Mình sẽ zoom to cho các bạn xem. Ở đây mình đã chọn nhầm cái family, các bạn chú ý. Mình sẽ tìm về family, đấy là family frame, mình đã đặt tên ở đây. Các bạn chờ một chút để cho Dynamo nó tính toán. Và mình sẽ đưa về cái giao diện của Revit, các bạn sẽ thấy rằng cái family của các bạn đã được thay thế bởi family ban đầu. Nó đơn giản như vậy thôi. Và các bạn cũng có thể thay đổi được cái bề mặt tương tự như vậy. Các bạn có thể thấy rằng mình có thể tùy ý thay đổi như thế này. Và các bạn thấy rằng cái sự ứng dụng của Dynamo vào Revit nó rất là mạnh mẽ. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cái cách xây dựng một cái ý tưởng ở trong Dynamo để hỗ trợ Revit ra sao và cái tính linh hoạt và tự động hóa của nó như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.